Mùa lễ hội cuối năm đang về, nhiều người băn khoăn không biết chọn món đồ gì làm quà tặng cho người thân khi năm mới đã đến gần. Nắm bắt điều này, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu tung ra thị trường nhiều sản phẩm làm quà tặng từ vàng 24K, bạc và hợp kim với nhiều kiểu dáng, mẫu mã ấn tượng. Bên cạnh hàng ngàn sản phẩm quà tặng thì trang sức với vẻ đẹp lấp lánh cùng với những giá trị và ý nghĩa tâm linh sâu sắc luôn dễ dàng chiếm được cảm tình và sự yêu thích của người được tặng. Trang sức còn là vật gửi gắm tình cảm yêu thương và chia sẻ của người cho tặng. Thấu hiểu điều đó và để phục vụ tốt nhất nhu cầu làm đẹp, làm quà tặng nhân dịp năm mới 2019, Bảo Tín Minh Châu đã ra mắt nhiều bộ trang sức với hàng ngàn sản phẩm vừa đồng bộ, vừa đơn lẻ, được làm từ vàng 24K, 18K, 14K, 10K, bạc đính kim cương và đá quý. Các sản phẩm này được chế tác bằng công nghệ vượt trội để tạo ra sản phẩm vượt trội, có tính đặc thù và tính thẩm mỹ cao, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.